Nên khó xuống tháng lẹ nha. Cái gì chị được vậy vậy? Tính nói vậy vậy. Thôi. Cái gì giảm cân đợi tôi khổ. Tôi thà tôi mặc để tôi cố gắng giảm cân. Để tốn tiền hả? Chứ ngày mà ăn, cô ăn để cho nó mập tốn tiền lắm. Vậy hả? Công an ăn nhậu nhiều nó mập. Ông nào nhậu thùng nó mập rồi. Hồi đó cũng nghe ổng nè, ổng kêu thi ngành công an đi, ổng lo giấy tờ cho thầy giúp cuộc. Và đâu có thầy nhau á. Không có không ai chơi như mày thi chắc cũng phải đậu, không có thi. Chắc nó hồi giờ khỏi thi. Giờ có tiền là được rồi, đã có tiền. Căn bản của ổng các bạn